Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin quân đội tập trận, tin từ Bình Nhưỡng. Truyền thông nhà nước của Bắc Hàn ngày hôm nay đã chiếu hình ảnh cuộc tập trận mà họ nói đã diễn ra cách đây 2 tháng dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Chính Nhật và con trai thứ ba của ông ta và cũng là người sẽ thừa kế ngai vàng, ông Kim Chánh Vân. Đài truyền hình nhà nước KRT của Bắc Hàn cho biết cuộc tập trận chung giữa bộ binh, hải quân và không quân đã được thực hiện vào ngày 7 tháng 9 để thử nghiệm khả năng sẵn sàng đối phó với kẻ thù, báo hiệu sự thù địch của họ chống lại Nam Hàn. Hãng thông tấn Reuters không thể kiểm chứng được nội dung của đoạn phim. Đoạn video được công bố sau khi quân đội Nam Hàn thực hiện cuộc tập trận vào tuần trước gần ranh giới lãnh hải, nhưng ngày tưởng niệm một năm cuộc tấn công của Bắc Hàn vào đảo Yeonpyeon làm cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã lên đến mức cao nhất trong nhiều thập niên qua vào năm ngoái, khi một chiến hạm của Hải quân Nam Hàn đã bị chìm vì bị trúng thủy lôi, khiến cho 46 thủy thủ bị thiệt mạng. Tiếp theo là cuộc pháo kích vào đảo. Phản ứng của hãng thành đã bị người dân trong nước chỉ trích cho là quá yếu và quá chậm, dẫn đến việc xem xét lại các hướng dẫn hoạt động quốc phòng của Nam Hàn để cho phép trả đũa cứng rắn hơn với sự vụ tương tự trong tương lai. Vùng biển gần hải giới đang tranh chấp đã là nơi xảy ra nhiều cuộc đụng độ chết người giữa hai đối thủ Nam và Bắc Hàn kể từ năm 1999, bao gồm cả 2 cuộc tấn công vào năm ngoái. Nam Hàn ký thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, tin từ hãng thành. Hôm nay, Tổng thống Nam Hàn ông Lee Moon-bak đã ký ban hành hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ và việc ký kết dự luật cần thiết để thi hành hiệp định. Ông Lee đã kêu gọi thông qua tất cả các biện pháp để giảm thiểu sự tổn thất mà hiệp định này có thể gây ra cho các ngành kỹ nghệ địa phương và nhấn mạnh rằng Nam Hàn cần coi hiệp định này là một cơ hội tăng cường khả năng cạnh tranh. Cả hai phía, hãng thành và Hoa Thịnh Đốn, đều hy vọng sẽ chính thức thực thi hiệp định này từ ngày đầu năm tới, sau khi tổ chức các cuộc hội đàm để thảo luận về các chi tiết thực hiện trên nhiều phương diện. Đảng bảo thủ cầm quyền Nam Hàn đã thúc đẩy các nhà lập pháp thông qua hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, gây ra nhiều tranh cãi tại quốc hội nước này, cũng như đã gây ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng Nam Hàn và các nhà dân cử. Các kinh tế gia tin rằng hiệp định này sẽ giúp tăng cán cân mậu dịch giữa hai nước lên 67 tỷ Mỹ kim hàng năm, tức tăng đến 25%. Ngoại trưởng Úc Đại Lợi gặp Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn, tin từ hãng thành. Ngoại trưởng Úc ông Kevin Rudd đã gặp Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn, ông Joo Woo-ik tại hãng thành vào ngày hôm nay. Và hai vị bộ trưởng đã thảo luận về vấn đề an ninh trong vùng, bao gồm cả mối đe dọa nguyên tử Bắc Hàn. Sáng hôm nay, Ngoại trưởng Nam Hàn nói rằng cả hai nước đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau. Các chuyên viên nói rằng việc Nam Hàn phê chuẩn hiệp ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ đã giúp lót đường cho một hiệp ước thương mại tương tự với Úc Đại Lợi. Một nhật báo của Úc Đại Lợi nói rằng quốc gia này sẽ xâm nhập vào thị trường thịt bò của Nam Hàn dễ dàng hơn trong khuôn khổ của một thỏa ước, bởi vì hiện nay thuế xuất nhập khẩu thịt bò của Úc vào Nam Hàn lên đến 40%. Ông Rudd đã đến hãng thành trong ngày hôm nay và dự tính sẽ rời khỏi nước này vào ngày mai. Trung Cộng thúc đẩy thắt chặt quan hệ quân sự với Miến Điện trước chuyến đi viếng thăm của bà Clinton, tin từ Bắc Kinh. Phó Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đề nghị tăng cường quan hệ quân sự với Miến Điện vài ngày trước chuyến đi thăm lịch sử của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại quốc gia láng giềng phía Bắc của Trung Cộng đã bị cô lập, chỉ mới mở cửa cho thấy có những dấu hiệu cải cách chính trị. Ông Tập Cận Bình được coi là người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hối hả đề nghị thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về quân sự với Miến Điện ngay sau khi Hoa Kỳ cố gắng tăng cường sự cam kết về quân sự tại quốc gia châu Á này. Ông Tập Cận Bình đã tuyên bố với tư lệnh lực lượng quân đội Miến Điện là tướng Min Aung Hlaing rằng mối tình hữu nghị giữa hai nước đã trải qua nhiều thử thách của thời gian với sự thay đổi của tình hình thế giới. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố với các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương rằng Hoa Kỳ có ý định thành lập một căn cứ quân sự tại miền Bắc của Úc Đại Lợi và chỉ trích việc Trung Cộng từ chối thảo luận về việc tranh chấp Biển Đông tại hội nghị vùng.
Chuyến viếng thăm Miến Điện của bà Clinton sẽ kéo dài 3 ngày kể từ ngày mai. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Hoa Kỳ kể từ sau vụ đảo chính năm 1962, kéo dài 50 năm chế độ cai trị quân phiệt tại đất nước này. Chế độ quân phiệt này được coi là đã kết thúc vào 8 tháng trước đây, sau khi một quốc hội dân sự được thành lập. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Miến Điện hiện nay là các cựu tướng lãnh, nhưng họ đã chấp nhận cải cách theo kiểu của Miến Điện khi giải giới các tổ chức vũ trang để kết thúc cuộc xung đột kéo dài hàng nhiều thập niên, thả các tù nhân chính trị và mở các cuộc hội đàm với lãnh tụ dân chủ bà Aung San Suu Kyi. Mối quan hệ hợp tác giữa Trung Cộng và Miến Điện đã bị xấu đi từ 2 tháng trước đây, kể từ khi chính phủ dân sự của nước này ngưng việc xây dựng đập thủy điện được sự trợ giúp tài chính của Trung Cộng, gây ra nhiều tranh cãi. Đối với Miến Điện thì Trung Cộng là đồng minh kinh tế và ngoại giao quan trọng hàng đầu, và cả hai chính phủ đều tuyên bố mong muốn một giải pháp thích đáng để giải quyết vấn đề xây đập thủy điện hiện đang bị ngưng trệ. Và hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng họ hoan nghênh việc Miến Điện nỗ lực quan hệ với các nước Tây Phương và hy vọng điều này mang lại nhiều mối lợi cho Miến Điện. Nhận định này được đưa ra một ngày trước chuyến đi thăm nước này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Bà Clinton cho biết sẽ xem xét việc cải cách chính trị tại Miến Điện bằng một chuyến đi thăm cấp cao trong tuần này, đánh dấu sự trở lại của thế giới đối với quốc gia có nhiều nguồn tài nguyên ở châu Á sau hơn 50 năm bị cô lập. Chuyến đi thăm Miến Điện của bà Clinton tiếp theo sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào hồi tháng này mở rộng mối quan hệ tại một quốc gia trước đây là một vùng độc quyền của thể chế độc tài quân phiệt, bên cạnh một nước láng giềng mạnh ở phương Bắc là Trung Cộng. Các nhà sản xuất tấm năng lượng mặt trời Trung Cộng phản đối cuộc điều tra của Hoa Kỳ, tin từ Bắc Kinh. Những người cầm đầu ngành kỹ nghệ năng lượng mặt trời tại Hoa Lục ngày hôm nay đã nói rằng họ phản đối mạnh mẽ cuộc điều tra của Hoa Kỳ nhắm vào những tấm năng lượng mặt trời được sản xuất tại Hoa Lục và cho rằng các lợi thế cạnh tranh đủ để xác định sự thành công của họ trên thị trường toàn cầu. Và cuối tuần qua, Trung Cộng loan báo về cuộc điều tra đối với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và sự trợ giúp cho ngành năng lượng tái tạo, bao gồm các dụng cụ năng lượng mặt trời. Quyết định này của Trung Cộng được đưa ra vài tuần sau khi Hoa Kỳ quyết định mở cuộc điều tra về các tấm năng lượng mặt trời được sản xuất tại Trung Cộng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận được đơn khiếu nại của công ty SIA yêu cầu chính phủ đánh thuế nhập khẩu lên các sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Cộng. Tuy nhiên, theo Phòng Thương mại của Hoa Lục về xuất nhập cảng đại diện cho ngành kỹ nghệ năng lượng mặt trời Hoa Lục, thì các công ty Trung Cộng không dự tính sẽ khởi động một cuộc chiến tranh thương mại với ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời cho biết lợi tức của họ đã lên đến 667 triệu Mỹ Kim trong tam cá nguyệt vừa qua và rằng ông không lo lắng về cuộc điều tra của Hoa Kỳ. 4 trong số các nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời lớn nhất tại Trung Cộng nhấn mạnh rằng ngành kỹ nghệ của họ đã đạt được sự thành công lớn vì họ đã nắm lấy được cơ mài thị trường và luôn phát triển các kỹ thuật mới. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Cộng, ông Gary Locke, nói rằng cuộc điều tra nhắm vào ngành kỹ nghệ chỉ chiếm vài phần trăm trong cán cân mậu dịch giữa hai quốc gia, và ông cho rằng nguyên nhân đầu tiên là việc các công ty Hoa Kỳ nghi ngờ Trung Cộng bán sản phẩm của mình dưới giá thị trường bình thường. Hoa Kỳ là nhà sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời lớn nhất trong năm vừa rồi, với trị giá lên đến 5.6 tỷ Mỹ Kim và phần xuất cảng lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ nhập cảng tấm năng lượng từ Trung Cộng cũng tăng từ 640 triệu Mỹ Kim trong năm 2009 lên đến 1.5 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010. Sập cầu tại Nam Dương làm 18 người thiệt mạng, tin từ Tengaron. Các nhóm tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy thêm nhiều thi thể tại sông Mahakam ở Nam Dương vào ngày hôm nay. Như vậy, con số người thiệt mạng đã lên đến 18 người. Chiếc cầu treo tại tỉnh Kalimantan là cái cầu dài nhất tại đảo Borneo ở Nam Dương đã bị sập vào hôm thứ Bảy vừa qua. Các nhóm cứu nạn đã bắt đầu lặn xuống sông để tìm kiếm thi thể. Hàng chục người vẫn còn bị mất tích. Các quan chức cứu nạn cho biết 7 người bị thương vẫn còn đang được điều trị trong bệnh viện. Chính quyền đã cung cấp 2 phà khẩn cấp để giúp cho người dân qua sông.
Cây cầu nối liền thành phố Tangaron với thị xã Tangaron Seberan dài 720 thước. Người dân đi lại bằng hai chiếc phà này cho biết phà giúp đỡ rất nhiều. Các giới chức cho biết một cuộc điều tra nguyên nhân gây sập cầu đang được tiến hành. Cảnh sát Úc đại lợi bắt giữ ma túy giấu trong lô hàng nho khô, tên từ Sydney. Cảnh sát Liên bang Úc đại lợi đã phối hợp với Sở quan thuế và Cơ quan biên phòng phát hiện ra 216 kg thuốc bất hợp pháp có giá trị được ước tính vào khoảng 30 triệu đô la Úc đại lợi, được giấu trong 3.105 thùng nho khô. Cảnh sát Liên bang Úc đại lợi cho biết số lượng ma túy này được cho là chuyển tới từ Afghanistan và đã đi qua Iran. Cơ quan biên phòng đã nhắm tới lô hàng này vào ngày 7 tháng 11 tại cơ sở kiểm tra các kiện hàng ở cảng Botany thuộc thành phố Sydney. Bà Catherine Icebridge là giám đốc sở quan thuế cho biết nhà chức trách đã ghép nối những thông tin với nhau giống như một trò chơi ghép hình. Họ không có một thông tin tình báo nào trước về tổ chức đặc biệt này. Công ty phát thanh và truyền hình Úc đại lợi cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 34 tuổi tại khu ngoại ô của thành phố Sydney vào ngày hôm nay vì có liên quan đến vụ buôn lậu ma túy này. Quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.